7 điều không cần thiết phải có trong các mối quan hệ. Tiếp xúc với ai cũng phải nhớ 7 điều này. 1. Bạn không cần trở mặt nếu ghét ai đó. 2. Thích một người không nhất thiết phải hạ thấp bản thân. 3. Bỏ lỡ một người không cần phải nhớ nhung. 4. Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần. 5. Kính nể một người không cần thiết bảo sao nghe vậy. 6. Biết ơn một người không nhất thiết phải cúi đầu. 7. Rời bỏ một người không cần phải tổn thương đối phương.